Hello mọi người. Hello mọi người, nơi đây tới rồi. Tới đây một cái địa điểm rất ư là lạ. Đây cho mọi người coi nha. Ở đây là, thấy chưa? Nhà hàng làng chài. Nhà hàng bạn chài làng bè. Ở đây điểm là kêu bằng Gò Găng. Ở đây nó có cái là Gò Găng. Ở đây là một địa điểm ở phía Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng mà đi vào cái nhánh khác mình chẳng biết ở đây là ở đâu, nhưng mà có điều rất là lạ lẫm đối với mình. Ở đây có những cái nhà hàng ven chài, ven ấy, gia đình của con nuôi nó đi, nó kêu mình đi chơi. Ở đây xe hơi trên thành phố xuống rất là nhiều. Ở đây là cây cây tràm, cây tràm chung quanh rất là nhiều. Và ở đây ta cất những nhà hàng thế kiểu như là nhà hàng nghỉ dưỡng hả, khu du lịch nghỉ dưỡng, mình nghĩ là vậy đúng không? Ôi già nắng quá. Sao không thấy ai? Ok, chào mọi người nha, lần nữa. Mọi người nghe rõ không? Mọi người nghe rõ không? Đây coi, bật quay lên nó coi. Rồi, ok, hết ra. Bây giờ thấy rồi đó. Thì nơi đây khách du lịch, khách đây khách đó vô rất là nhiều. Mình không biết cái chỗ này là chỗ nào, nhưng mà nghe nói chỗ này là Gò, nó có tên buồn cười là Gò Găng. Gò Găng đây khách. Đây là những người Việt, đây những hồ cá để cho chân của rót tiêu chân ở đây. Đây là đồ Việt, cái gì không biết. Đây. Thì có dịch, có tiền, có bạc thì đi chơi. Dân Việt Nam mình là vậy đó. Có nhiều đứa lên mạng phun phét rồi so sánh này kia, người dân khổ này kia. Mẹ bà mệt tào lao. Khỏe khỏe khỏe. Chào cư xá Duy Tân. Ok. Đó. Cái địa điểm này mình mới biết, mà đúng ra mình cũng chẳng biết gì. Nó hẳn là lạ lắm đối với mình. Đây là gia đình. Ê, chào. Sao cái chỗ này là chú Tuấn. Giới nghĩa dùng cái chỗ này là chỗ gì? Chỗ này nó bên Gò Găng. Cái Gò. làng bè Gò Găng. Nhưng này như mới khai thác hay sao? Mới khai thác. Thấy cái địa điểm này là lạ, rồi không cũng không ai biết. Ở đây khai thác. Nhưng mà ở đây chắc chắn là ngon hả? Ăn mới biết chứ. Ăn đồ ổn quá. Thì nào ăn đi mới biết ngon dở. Ok. Đây là gia đình của Hà Bóp. Để mình review xung quanh thôi. À, có cái cầu lên đó. Đây nó có một cái cầu tên là cầu Gò Găng kìa, ở trên kia kìa, xa xa xa. Gò Găng tên nó là lạ buồn cười. Ở đây xa xa kia là mấy cây này, chắc cây tràm không à hả? Thấy chưa, dân du lịch, dân khách nội địa là thân cho người ta. Đi tới đây ta hưởng thụ, người ta ăn uống, rồi nói chung là tất cả mọi cái. Chào cư xá Duy Tân lần nữa, đâu có tiêu rồi. Hôm nay là ngày Chủ nhật buổi trưa, dự trù đi
đi đi đi đi Bến Tre nhưng mà không đi đó, người khách người ta lũ lượt tay vào thấy không, rất là đông, mình không biết nhưng có điều à. Thấy không, những người mà thấy xe hơi đi không, thấy xe hơi dài dài chưa. Rồi. Rõ ràng là ngồi đây chút. Rõ ràng là ui da. Rồi ngồi đây chút xíu. Rõ ràng là ra ngoài bên ngoài nắng á, chó mắt vào trong mát tự nhiên không có thấy đường luôn, không có thấy một cái gì cả. Hôm nay mình được gia đình dẫn đi một cái điểm du lịch Gò Găng rất là lý thú, một cái điểm du lịch mới. Cũng khá là lạ lắm đối với mình, nhưng mà không biết là ở đây như thế nào. Rõ ràng thì các bạn thấy ở đây, người dân ở đây rất là sung sướng. Khi họ làm cuối tuần hoặc là buổi chiều, họ hay đi dẫn gia đình đi chơi hoặc là đi ăn uống, hay là không đi du lịch chỗ này thì đi lịch chỗ kia. Nói chung là cái kinh tế người dân bị hiện nay đang rất là cao. Cho nên bị trong với lại cái những cái mà thuộc về chính sách nó mở cửa các công ty rồi ở ngoài vào đây hợp tác, bằng chứng là những cái công ty của Mỹ nó vừa vào Việt Nam để mà ký hợp đồng cũng biết gì đó, mình không rành lắm cho một cái điều. Không biết còn người, không biết sao ta, có wifi, có net không ta, mình không rành lắm. Còn chạy không mọi người, tiếng nghe rõ không? Em xếp bàn cho khách ở đây cái. Cũng xếp bàn khách ở đây. Dạ, 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 em thấy đi. Không thấy comment. Ở đây thì ở Sài Gòn thì nó nóng dễ sợ, nhưng mà ở ngoài này thì nó mát nhờ có gió biển, rất là vui. Ok ok, tại vì ở ngoài nắng, đang ở ngoài nắng cái vào đây hoa mắt, không thấy đường thấy xá gì cả. Cái điểm du lịch này nó cũng khá là lý thú, bởi vì nó mới khai thác cho nên người ta cũng còn hoang vu. Mà cái người Việt Nam mình nó ngộ lắm, có nghĩa là họ đi kiếm những cái chỗ nào mà hầu như không có ai, hoặc là những cái đại điểm nào mà không có ai, chưa khai thác thì họ mới đi tìm tới, rất là hay. Ở đây có người đi câu nữa kìa, có người đi câu rồi đủ thứ. Nói chung thì cái line này đột xuất thấy vui vui đẹp đẹp thôi, chứ mình cũng không có chủ đích là đi chơi quay làm kỷ niệm thôi, chứ chưa có nói cái chủ đề gì cả. Để đi chơi xong rồi chiều nay mình lên line, về nhà xong mình lên line mình nói chuyện, nó có tính cách là có chủ đề hơn, phải không mọi người? Kèm theo hình ảnh luôn để mình chụp mớ hình ở đây. Rồi ok ha, vậy thôi mình tạm biệt mọi người nha. Ok.